Xin chào bạn, bạn có thể giới thiệu tên cũng như là ngành mà bạn học được không ạ? Mình tên là Chi, mình đang học ở lớp C12 DB01. Bạn hay ăn ở canteen của trường hay là bạn mua đồ ăn ở ngoài ạ? Mình ăn ở canteen ở trường mà. Có ngon không bạn? Ngon, đây thức ăn đó ăn vừa miệng lắm. Với lại hợp vệ sinh rồi gần trường nữa. Nên mình đi ra ngoài ăn chút xíu rồi vô có thời gian nghỉ trưa. Giá cả có hợp lý không so với sinh viên nói chung và bạn nói riêng? Đối với mình thì thấy hợp lý, tại vì hiện nay trường đang có hỗ trợ cho sinh viên là cứ ăn 10.000 nên phần ăn chỉ còn 10.000 thôi. Bạn thấy thức ăn ở trường có đảm bảo được vệ sinh chưa? Thì canteen trường mới xây lại á nên sạch sẽ, rồi theo mình thì ăn hợp vệ sinh. Đây, bàn ghế nói chung tất cả các thiết bị đều mới đó, nên nhìn nó rất là sạch, đã có nhiều người phục vụ nữa. Với lại canteen trường là do một phần mình tự giác nên mỗi lần mà mình lấy thức ăn là do bản thân mình chọn thôi, nên cái độ vậy tùy thích của mỗi người, nhiều món ăn để lựa chọn nữa. Nào, hết rồi vậy, xin cảm ơn bạn rất nhiều ạ.